Chào đón quý vị đến với vòng thi đầu tiên, vòng khởi động để coi Vân Kiều bữa nay như thế nào. Xin mời câu hỏi. Đó. Cái này người ta gọi là cái không phải iPhone, không phải iPad, cái này iBàn đúng không anh? iBàn. Đó, 14 ô. Muốn mua mấy ô nè? B, A đi, thôi B đi, hay là C, hay không có C, thôi B đi anh. Là cái này đúng theo vị trí luôn đúng không anh? Là từ khó đến dễ đến khó. À, thế thì A đi anh. A4 à? A4, dạ. Mua con ô thôi hả? Thêm đi anh. Hai ô đi. Hai ô, anh chọn đi, em chọn. A4 mà anh cũng tính chọn A4, thôi mình chọn... Nhắm coi cái ô nào là cái từ then chốt từ khóa đó. Nhớ là ca dao, thơ lục bát, gieo vần, bằng trắc. B3 và A4 có 2 ô thôi hả? Thế thì A1 đi này. Ừ, A1 luôn đi thôi không? Trời ơi, người ta phải phóng khoáng vậy chứ. Bên đây làm sao? Em mua A6. A6 và một cái B6. B6. Bên kia ta mua thứ 2, 3 ô lận nữa. Căng thẳng ghê. B8. Như vậy là mỗi bên đều mua 3 ô. Gợi ý như sau: câu ca dao về sức mạnh của tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách. Xin mời ô chữ. Trời ơi, bóng chuông bay lên. Hay quá. Cuối cùng thì Tia đã bánh chiên trước. Ông nội, trời ơi, lên ba. Lấy cái này nè, lấy cái dùi là gõ vô nè. Gõ vô. Quy định là phải lấy cái dùi gõ vô nghe. Hai anh chị phóng lên, lấy cái tay quánh vô cái chiên của tôi. Cũng hên là Hải Châu cũng kịp rút cái dùi qua, gõ cái pen vô cái chiên. Bên đây người ta quánh. Để em rút kinh nghiệm lần sau em. Nhưng mà nó phải treo nó dễ lấy một tí. Không có được vậy. Khó là khó ở cái chỗ đó đó. Không, ai em phải treo vào đây này để lấy mới dễ này. Tao á. Ai từ từ. Rồi. Để coi cậu gì. Được rồi, rồi anh, được rồi. Dạ thưa quý vị, hai bên không bên nào thua bên nào nha. Thì đó anh, bởi vậy mới trời sinh một... Bên này thuận hơn mà con. Trời sinh một cặp đó. Trời sinh một cặp. Này là dạ. Cái trái. Anh Nghĩa, khoan. Em cảm thấy là hình như là có một sự sắp xếp gián điệp ở đâu đây. Gián điệp gì? Hình như là bên kia cài bên đây qua để mà làm chậm cái tiến độ của đội em. Thôi đi. Chuyện đó là một chiến lược. Hồi nãy em cũng gõ bằng tay mà. Quỳnh lên rất là sớm nhưng mà chỉ lên rất sớm nha, lên rất sớm. Nhưng mà không tháo cái này xuống đâu. Nhưng mà không em. Không anh ơi. Em cái gì tiện để em tả thôi. Bên này cũng gõ bằng tay nè. Anh thấy mới có vòng một thôi mà đó. Không à. Bây giờ nè, đánh chiên trước thì đọc cho anh nghe xem cái câu này như thế nào. Cho đúng nha, sai một từ là cũng bị tính là sai nha. Em xin đọc. Đọc đi. Thương đọc, nhau đọc. Mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Bên kia có ý kiến gì không? Câu này... Câu này đế. Ba cái câu... Không, nhưng bây giờ mình đứng sẵn đi. Cái câu này... Con, đúng rồi, con ngồi sẵn đi. Hai đứa nó trả lời đúng rồi em ơi. Câu ca dao về sức mạnh của tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách. Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Với cái câu đầu tiên thì nhà bên đây Trọng Khanh mang về 10 triệu. Câu số 2, mời câu hỏi. Lần này tới nhà mình được mua trước. Cũng vẫn A6. B4. Cái nào? A6, B4 và B8 hả? A6, B4 và B8. Bên đây, mua ô nào? Có nên mua hay không? Ít chứ phải mua một ô. Anh mua đi, một ô đi. Một ô thôi. Mua nhiều lỗ. Bao nhiêu rồi anh? Rồi, em lựa chọn B5. B5. Ủa con ô thôi, một ô một thôi anh. Dạ. Bên kia với ta mua mấy ô lận. Thôi anh đừng dụ em mua nhiều đi, lỗ hết cả tiền. Trời ơi, ơi. Đang lỗ, đang mua lỗ, một đang ô, mặt mũi nào coi được. Hai ô thôi. À. Mua một cái nữa thôi nha. A2. Thấy không? Bên này ta mua 3 ô, bên đây mình mua 2 ô, coi sao đặng Hiếu. Thôi, anh ơi. Cái này người ta không thích mua. Thôi. Ủa Châu, cho anh hỏi cái ở nhà là Hiếu là cái người mà nó giữ tiền hay sao em? Hiếu hả anh? Hiếu biết tiết kiệm lắm anh. Trời ơi, hèn chi. Nó mua nhất quyết, nó không mua thêm kìa. Thế rồi, thế có cái gì đó sai ở đây? Em cũng tiêu tiền, đây cũng tiêu tiền. Đằng sau... Đâu có em, lại em tiêu tiền, Tia tiêu tiền, hai đứa góp vô mới dễ phá sản. Đúng không? Gợi ý. Câu ca dao có nhắc đến một phương tiện đi lại với ngụ ý về tình nghĩa vợ chồng thủy chung. Mời ô chữ. Đâu nào, lao đi. Ủa mọi lao người đi. Chơi đi. Trời ơi. Bên này mua 3 ô, bên kia chơi đi. Ủa Hiếu, sao như chôn chân tại chỗ vậy em? Em đang lót anh ơi. Cái gì hưởng đắng, cái gì cùng đây này. Cái gì nè? Sao? Mua thêm không? Mua thêm mới đáng được chứ. Trước sau thì phải mua thôi.
sau câu này em chịu rồi đấy. Câu này thật sự tụi em nhường. Tụi em chưa có. Nhường á? Nhường đấy. Anh nếu mà cứ nhường qua nhường lại thì sao anh? Bây giờ là trước tiên là có muốn mua thêm không cái đã? Bên đây làm sao? Thôi. Anh có tính mua anh không? Anh nghĩ là một ô nữa thì mình cũng không. Bảo còn được một ô. Bên kia mua ba rồi, bên đây mình mới mua hai à? Thôi thì tụi em sẽ mua thêm. Gạ bên kia mua kìa. Bên kia đã mua đủ ba rồi. Mình mua một ô nữa đi. Bây giờ anh nhắm xem một ô nữa mình có nói được câu này không? Ôi đừng có nhắm nữa, có 500 ngàn. Thôi anh mua đi. Đấy anh mua đi. Anh mua nhá. Anh mua đi. Rồi mua chẳng được gì mà. Mua đã không đoán được lại phải mua. Nhưng lại mà nếu mà mua mà tụi em vẫn không biết thì sao anh? Ừ, thì lúc đó anh sẽ cho một lượt mua mới. Tức là lúc đó mỗi nhà sẽ mua là được 3 ô nữa. Vậy giờ anh cho luôn cái lượt đó đi. Thế tức là bây giờ vẫn không mua đây phải không? Dạ. Ok. Và hai đội đều không có câu trả lời. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ mở thêm một lượt bán mới. Bây giờ mỗi nhà sẽ được mua thêm 3 ô nữa. Mời Bảo. Em mua A1. Thấy không? Cũng phải mua rồi, thấy không? À, A1. Cuối cùng vẫn mất tiền anh ạ. Ừ. Rồi bây giờ chú chọn nào? Chú chọn đi. A1. Đấy. 3 lượt đấy. B2. B2. Và anh nghĩ là không có thoát được cái dòng luẩn quẩn mua bán của Nghĩa đâu anh Nghĩa. A1 B2 thôi anh ơi. 3 ô đi mới đoán được. Nhưng mà không đoán ra được. Người ta mua mà anh mắc cười quá. Để đó A1 B2. Bên kia mua đi. Bên kia mua mấy ô? Bên em mua A1 mới B2 đúng không? Ừ. A1 B2 rồi. Bên em mua A3. Anh Nghĩa tư vấn mà nó nhiệt tình xíu ra bên nó mua đi anh. A4 A5. Con nhà giàu thế con. Là mới có 2 ô à, mua thêm ô nữa đi. Thôi được. Được rồi đúng không? B1 đúng không? B1, A4, A5. Bên đây nhà giàu mà em nhiều tiền mà. Em nghèo lắm anh ơi, hết tiền rồi. Xin mời ô chữ. Nực. Trời ơi. Thật ra em có thôi, em không Châu biết câu này. Châu đánh một tiếng chiên đánh thép. Nào, đoán không? Đi. Thấy không? Đoán đi, đoán đi. Mua đoán, được đoán. Lầm đoán được à. Đâu, đoán nào. Đây là một đáp án mà thực sự là đây là một câu rất là hay. Nhưng mà tụi em chưa có nghe nên là tụi em đoán ra. Một thuyền, một bến, một dây. Ngọt bùi cùng hưởng, đắng cay chia cùng. Có chốt chưa? Tụi em chốt. Nghe cũng êm tai chứ đúng không? Nghe ngọt đấy. Một thuyền, một bến, một dây. Ngọt bùi cùng hưởng, đắng cay chia cùng. Ủa này em gõ chậm hơn hả? Chậm hơn. Sao em cứ sao á? Thế bình anh đổi chỗ đi này. Chứ nếu như mà gõ trước người ta trả lời sao được không? Giống vậy không? Em nghĩ y chang vậy luôn. Nếu như em nghĩ như vậy thì chúc mừng em. Đó là đáp án sai. Bạn đi anh ơi. Cái gì đây? Nè, bây giờ tới viên nhà mình nè, có muốn lên gõ trả lời không? Ê, từ từ. Ngon cười. Rồi, gõ rồi. Cái gì vậy? Mình có quyền không? Em gõ rồi. Em đi chơi không Hiếu? Em gõ rồi, anh nở đi. Mất một thuyền. Anh. Một thuyền, một bến, một dây. Ngọt bùi. Nào là liệu này, nãy là bên kia nói là ngọt bùi cùng hưởng, đắng cay chia cùng. Đúng rồi, hồi nãy. Bây giờ thật sự cái câu đó em suy nghĩ y chang nó. Ngọt bùi. Sai hai chữ lần đó nha. Dạ. Tiết lộ luôn á. Dạ, sai hai chữ là nào? Một thuyền. Tan bến. Cái gì vậy? Toan á. Không, anh ơi. Mình phải đoán cho cẩn thận. Đắng cay. Ngọt bùi. Vicky chuẩn bị nha. Nếu như bên đây mà vẫn trả lời sai, bên em được quyền lên gõ chiên trả lời lại. Thôi em, 1 triệu nó hơi căng. Nhanh lên. Đáp án có chưa? Gõ chiên rồi. Hết triệu rồi. Đoán. Một thuyền, một bến, một dây. Ngọt bùi. Có hưởng. Đắng cay chịu cùng. Chốt không? Đó là đáp án chốt duy nhất chốt. Có thể. Bình ngọt bùi nha. Có hưởng. Đắng cay chịu cùng. Kệ đi. Đây là đáp án sai. Khó nữa nè. Tiết lộ thêm một cái nữa. Bây giờ thì chỉ còn sai một từ thôi. Bên đây có trả lời không? Có trả lời lên gõ chuông. Bây giờ anh muốn hỏi nè, các em có muốn mua dùng quyền miễn phí không? Tại vì các em đã mua đủ 3 ô rồi, không được mua thêm. Nhưng nếu như mua bằng dùng quyền miễn phí thì được. Lãng đi con. Dùng quyền gõ này. Giơ bán lên rõ ràng lên em. Đó. Mua miễn phí, em muốn mua ô nào? B3. B3. Nhanh nha, chuẩn bị nha. Mở ô chữ. Gõ. Wow. Sao nào? Dạ. Em xin đọc là một thuyền, một bến, một dây. Ngọt bùi ta hưởng, đắng cay chịu cùng. Đó là đáp án chính xác.
Trời ơi, tự nhiên cho mà nó chịu chi vậy? Cái rồi, đến sao người ta 10 triệu dành cho đội của Vicky và Tia. Câu số 3. Mời câu hỏi. Thôi anh mua đi, đây. Toàn quyền anh hết đấy. Mua ô nào? Em không mua bán gì nữa hết đấy. Thiệt sự luôn á, anh Nghĩa thì cái anh Nghĩa bán hay lắm á. Sao cũng phải mua hết. Hồi xưa anh Nghĩa làm sale mà. Anh bất động sản hay mà gì công vậy? Nhận không? Anh nói em mua là hợp lý. Mua ô nào bảo? A3. A3. B3. B3. Và B6 đi. B6. A3, B3, B6. Bên đây, mình mua ô nào? Em chọn A1, B8. Trời đất ơi, nhà giàu quá mà sao mua có hai ô vậy mấy chị? Gợi ý. Mời mọi người nhìn hình. Đây là nội dung của câu ca dao này. Mời ô chữ. Bên đang người ta vẫn gõ trước nghe bảo trời nha. Trời ơi. Sao? Đọc anh nghe đáp án coi nào. Trời ơi. Hỡi cô tát nước đầu đình. chưa bên kia chưa chốt. Anh ơi, mình hố rồi. Ủa, Vicky hố rồi, không đọc nữa. Để em nghĩ thêm. Chết rồi, hố rồi. Từ từ anh mình trật tự đi. Hỡi anh tát nước đầu đình. Thôi trật tự. Thôi giờ em cũng lỡ rồi. Hỡi cô tát nước đầu làng. Đầu làng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Chốt không? Dạ. Chốt ạ. Chốt. Hỡi cô tát nước đầu làng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Đây là đáp án. Nào. Đây là đáp án. Em run luôn. Không ghê á. Sai. Sai mấy từ anh. Không ai. Hỡi cô tát nước. Hỡi cô tát nước bên đàng. Cái gì đó múc vàng đó. Maybe sao là trả lời không gõ chiên. Nhưng gõ mà đi. Thôi gõ đi anh ơi. Gõ nhẹ nhàng thôi. Em thấy cái gõ này cũng vô nghĩa nè. Gõ đi cho vui. Gõ cái mất 1 triệu vậy thôi. Xin mời phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hiếu. Hỡi cô tát nước bên đàng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Trước từ múc là gì? Sao cô? Rồi đọc lại nguyên câu anh nghe. Hỡi cô tát nước bên đàng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Chốt chưa? Đổ hay bỏ ta? Đổ vỏ. Đổ hay bỏ ta? Sao cô tát nước nè? Đổ. Chốt chưa? Dạ chốt. Rồi đúng rồi đó các em, chúc mừng. Câu đầu tiên. Bây giờ tớ mới chơi nè. Hỡi cô tát nước bên đàn, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Nhưng thật ra cũng có rất là nhiều những cái dị bản. Như anh nói ca dao nó có rất là nhiều dị bản. Tát nước bên làng cũng đúng nữa. Hoặc là đôi khi chúng ta nói là hỡi cô tát nước đầu đình á, nghe cũng đúng luôn nha. Hoặc là có câu là hỡi cô tát nước bên đường nữa kìa. Và bây giờ nhà mình sẽ nhận được 10 triệu đồng. Đó, bây giờ thì hai người đàn ông mới lấy lại được cái phong độ của mình. Chứ từ đầu đến giờ là yếu xìu. Hết vòng 1 rồi thưa quý vị. 3 câu ca dao thôi mà cũng làm khó hai đội chơi. Vậy thì bây giờ mình coi thử coi số tiền thưởng mà họ có được bây giờ là bao nhiêu. Đội Vân Kiều, các bạn có 23 triệu đồng. Trời ơi, ghê à. Ghê không? Trọng Khanh, các bạn có 30 triệu 500 ngàn đồng. Mới vòng 1 thôi, mình còn vòng 2 nữa nhé. Vòng 2 nó rất là quan trọng. Cho nên bây giờ hãy dành cho họ nghỉ gì làm ít phút trước khi bước vào vòng thi thứ 2 thưa quý vị.